chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đan tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Khán giả thốt lên khi xem clip: sao Hương Giang và Bảo Anh giống nhau đến thế? Cả hai cũng tự nhận là chị em sinh đôi với nhau khi cùng xuất hiện trong một chương trình truyền hình. Hoa hậu Hương Giang và ca sĩ Bảo Anh từng được nhiều fan so sánh, thậm chí có người hâm mộ nhận nhầm hai người với nhau vì cho rằng hai mỹ nhân có khuôn mặt quá giống nhau. Tuy nhiên, hai người hiếm khi xuất hiện tại cùng một chương trình để khán giả có cái nhìn kỹ hơn. Bất ngờ trong show truyền hình Người Ấy Là Ai tuần này, cặp chị em thất lạc Hương Giang Bảo Anh lại hội ngộ trên ghế cố vấn. Tại đây, khi mời đàn em phát biểu, Hương Giang đã nói theo giọng miền Nam giống Bảo Anh: hãy nói một vài lời đi em sinh đôi của chị. Đáp lại, Bảo Anh cũng trìu mến: chị sinh đôi của em cũng có suy nghĩ giống chị. Bởi nữ ca sĩ thấy những phân tích của đàn chị rất hợp lý. Hoa hậu Hương Giang liên tục gây sốt trên ghế cố vấn Người Ấy Là Ai. Lần này có cả em sinh đôi Bảo Anh cùng góp mặt. Ngay sau khi clip giới thiệu trước show được tung ra, khán giả đã trầm trồ công nhận hai nữ ca sĩ này có ngoại hình giống nhau như hai chị em sinh đôi. Cả hai đều là những sao nữ ưa nhìn, khả ái trong showbiz và có cá tính độc lập, sự năng động và hiện đại. Khán giả trầm trồ trước sự giống nhau của hai nữ ca sĩ. Từ trước đây, những bức ảnh của hai người đã được dân mạng đặt cạnh nhau để so sánh thế này. Tuy nhiên, trong chương trình nhiều lần cản trở Bảo Anh tiếp xúc với các trai đẹp trong chương trình, các phát biểu của Bảo Anh cũng hay bị Hương Giang trêu lại, khiến giọng ca Trái Tim Em Cũng Biết Đâu hậm hực: chị em sinh đôi gì kỳ vậy? Bên cạnh đó, khi thấy Bảo Anh xốn xang trước các chàng trai trong chương trình, ca sĩ Lệ Quyên nói rằng lẽ ra Bảo Anh nên xin ngồi ghế nữ chính chương trình. Ngay lập tức, tình cũ Hồ Quang Hiếu bật dọc: em xin từ đầu rồi mà không có được. Sự hội tụ của những gương mặt đình đám như Lệ Quyên, Bảo Anh, Dương Triệu Vũ bên cạnh Hoa hậu Hương Giang và MC Trấn Thành khiến fan ngóng đợi tập đặc biệt này hơn bao giờ hết. Thu Thủy lên tiếng về nghi vấn giới tính của chồng kém 10 tuổi, anh ấy rất đàn ông. Kinh Nguyễn cho hay, anh đã nhiều lần nghe mọi người đồn đoán về giới tính của mình, tuy nhiên anh không mấy bận tâm. Ngay chính Thu Thủy cũng chia sẻ rằng mình cũng lo ngại và nghi ngờ vấn đề này trong thời gian đầu gặp anh. Những ngày vừa qua, khán giả rất xuýt xoa khi được chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc trong đám cưới của Thu Thủy và ông xã Điển Trai. Chỉ sau một thời gian ngắn hẹn hò thì cả hai chính thức trở thành vợ chồng, về chung một mái nhà. Đã có rất nhiều thông tin xôn xao về mối quan hệ của cả hai, từ việc cưới chạy bầu, giới tính của Kinh Nguyễn. Đặc biệt, trước những bàn tán nghi ngờ về giới tính thì trong chương trình Một Tiếng Kể Hết, anh đã chính thức lên tiếng: cái này thì không trách mọi người được, tôi cũng nghe nhiều rồi, mọi người đặt ra một cái định kiến về chuyện này rồi. Những người hơi trắng trẻo thư sinh, lại có vẻ ngoài thì thường bị bảo là giới tính thứ ba, nhưng trước giờ tôi là như vậy rồi, tôi không thích giải thích về chuyện này. Chỉ cần những người xung quanh hiểu mình thế nào là đủ, tôi chẳng cần phải ra ngoài chứng minh mình là đàn ông hay gì hết, cũng chẳng cần phải nói tôi không thế này, thế kia hay không phải thế nọ. Trong khi đó, giọng ca Thanh Xuân từng đẹp đến thế cũng bày tỏ mình lo ngại vấn đề giới tính khi gặp anh. Tuy nhiên, sau một thời gian sống chung, cô cảm nhận anh rất đàn ông và là người biết cách chăm sóc bản thân. Vì làn da trắng, vẻ ngoài châu chuốt cũng góp phần làm mọi người nghi ngờ. Dẫu vậy, bà xã Kinh Nguyễn lại thích một người biết cách yêu thương bản thân như anh. Sau đám cưới, người đàn ông này luôn dành những lời ngọt ngào cho bà xã. Mới đây nhất, Kinh Nguyễn khoe hình tình tứ của hai vợ chồng đi kèm dòng trạng thái khoe niềm hạnh phúc của mọi người đi nào. Dù kém hơn ca sĩ 10 tuổi, nhưng đối phương luôn thể hiện mình là một người đàn ông trưởng thành, có thể che chở và bảo vệ cho hai mẹ con trong những ngày tương lai. Trải qua bao sóng gió, thử thách, tổn thương thì giờ đây Thu Thủy xứng đáng được nhận hạnh phúc. Phạm Quỳnh Anh cảm ơn con gái đầu khiến dân mạng tan chảy, các bậc phụ huynh lại xúc động vì bài học phía sau. Những tâm sự của Phạm Quỳnh Anh có lẽ cũng chính là nỗi niềm của bất cứ ông bố bà mẹ nào. Kể từ sau ồn ào ly hôn, Phạm Quỳnh Anh dành hết sự tập trung cho công việc và nuôi dạy hai cô con gái Tuệ Lâm, Tuệ An. Chỉ cần có thời gian rảnh là cô lại đưa đón con đi học, đưa con đi chơi và làm tất cả mọi thứ cùng hai con. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày của các con. Và mới đây, giọng ca Tất Cả Sẽ Thay Em đã kể lại một đoạn trò chuyện của mình và con gái đầu Tuệ Lâm khiến nhiều người xúc động. Không những thế, các bậc phụ huynh còn rút ra được những bài học cho riêng mình trong việc nuôi dạy con cái từ chia sẻ của Phạm Quỳnh Anh. Theo đó, nữ ca sĩ
Chỉ đơn giản nói lời cảm ơn với con gái đầu của mình, bởi vì biết đã nhường nhịn em, biết nghe lời mẹ những lúc bị em giành đồ chơi. Dù con gái chưa hiểu nhường nhịn là gì, nhưng bà mẹ hai con vẫn nói lời cảm ơn vì cô cho rằng trẻ con mau quên cảm xúc rất đơn giản, chỉ cần vui lòng là sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ. Vì thế mà đôi khi chúng ta quên đi mất hai tiếng cảm ơn dành cho những đứa nhỏ của mình. Không những thế, Phạm Quỳnh Anh còn kể ra tình trạng tranh giành giữa hai con của mình, y hệt như nhiều gia đình có hai con khác. Cô cho biết con út Tuệ An đôi khi khiến cô bất lực vì trình độ gây sự và tỷ lệ chảnh chọe. Thế nhưng chị hai Tuệ Lâm vẫn im lặng và nhẫn nhịn. Bà mẹ trẻ thì tìm cách cân bằng giữa hai chị em. Về Tuệ An, cô bé 2 tuổi, nữ ca sĩ viết, chúng ta cần thời gian để cùng nhau dạy dỗ rèn luyện thái độ cho cô gái đang tưởng rằng mình to nhất nhà này. Và bài học đầu tiên mà chúng ta phải học cùng nhau đó là sự kiên nhẫn đúng lúc và im lặng đúng lúc. Đây cũng là lúc mà điều bất cứ phụ huynh nào cũng nên biết khi có con đang ở độ tuổi này. Phía dưới bài đăng của Phạm Quỳnh Anh, dân mạng để lại hàng loạt bình luận xúc động, nhất là các ông bố bà mẹ. Mẹ Lâm nói chuẩn luôn, đôi khi chính mình là ba mẹ cũng quên đi mức cảm xúc của các bạn ấy. Lâm ngoan và giỏi lắm, Lâm chững chạc ra dáng chị hai lắm, nhất mẹ Quỳnh Anh nhé. Nhà em cũng có hai chị em gái y hệt nhà chị, chúc gia đình chị luôn tràn ngập tiếng cười nhé chị. Thực sự động chia sẻ của chị mới rút ra được nhiều bài học, đó không chỉ là lời cảm ơn bình thường, mà còn là cách cân bằng giữa hai chị em, cách xử lý với những đứa con út nhõng nhẽo. Cảm ơn chị vì đã chia sẻ. Nguyên văn lời chia sẻ của Phạm Quỳnh Anh. Trên đường về nhà, chị hai, dạ, mẹ cảm ơn chị hai. Sao mẹ ạ? À? Mẹ cảm ơn con vì đã nhường nhịn em an. Nhường nhịn là sao cơ mẹ? Con đã chia sẻ với em, đã dần biết im lặng những lúc em giành đồ chơi, biết nghe theo lời giải thích của mẹ. Những lúc như thế con cảm thấy sao? Những lúc vậy con thấy buồn à? Em còn nhỏ lắm, chưa biết thế nào là đúng và sai. Mình sẽ từ từ chỉ cho em nha, ok không? Dạ mẹ. Nhưng mai con muốn đi làm với mẹ. Được, mai chị hai đi làm với mẹ. Trẻ con mau quên, cảm xúc rất đơn giản, chỉ cần vui lòng là sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ. Vì thế mà đôi khi chúng ta quên đi mất hai tiếng cảm ơn dành cho những đứa trẻ nhỏ của mình. Kể từ khi có em An, rất nhiều lần chị hai khóc. Chị hai cũng muốn được nũng nịu, muốn được chiều chuộng. Lúc trước từng là duy nhất, giờ phải chia sẻ với em An mọi thứ trên đời. Mà cái bà lúa thì trình độ gây sự ngày càng cao. Bà ấy mà nói A, cả nhà không ai dám nói B, tỷ lệ chảnh chọe tăng theo cấp số nhân. Đồ chơi là của chị hai nhưng vẫn nằng nặc của An cơ mà. Mặc đồ thừa của chị hai vẫn cứ tinh tướng cao giọng áo của An. Đôi khi mẹ cũng cảm thấy bất lực. Mẹ suy nghĩ nhiều về việc cân bằng giữa hai chị em. Và mẹ biết chị hai luôn cố gắng. Dù đôi lúc tâm trạng con tơi bời, nhưng con vẫn im lặng và nhẫn nhịn. Đó là lý do mẹ muốn nói lời cảm ơn con. Chúng ta cần thời gian để cùng nhau dạy dỗ, rèn luyện thái độ cho cô gái đang tưởng rằng mình to nhất nhà ấy. Và bài đầu tiên mà chúng ta phải học cùng nhau đó là sự kiên nhẫn đúng lúc và im lặng đúng lúc. Mỗi ngày một ít thế thôi nhỉ, mẹ biết chị hai kiểu gì cũng xem Facebook của mẹ. Ngoài việc cảm ơn, offline mẹ cũng cảm ơn online luôn nhé. Vì mẹ hiểu làm chị hai chẳng dễ chút nào, mẹ yêu Lâm. Vuốt status về Subel của Hà Hồ, các Phượng bị anti-fan mắng thẳng. Thế sao ngày xưa cô mang con ra thề độc? Nữ nghệ sĩ hài bị các anti-fan bới móc chuyện từng mang con ra thề thốt. Một ngày trước, Hồ Ngọc Hà chia sẻ dòng trạng thái bày tỏ sự bình định khi chia tay con trai Subel để cậu bé về ăn cưới bố ở Việt Nam. Bên cạnh đó, nữ hoàng giải trí khẳng định bản thân không muốn kết hôn vì quá yêu con trai và sợ phải đứng nghiêm túc trong ngày trọng đại. Dòng trạng thái của Hà Hồ nhận được nhiều sự đồng cảm từ cư dân mạng, đa phần đều cảm nhận được sự yêu thương mà cô dành cho con trai Subel. Đáng chú ý nhất là nghệ sĩ Cát Phượng cùng nhắn nhủ rằng, đọc status vừa thương Subel vừa thương mẹ Hà, ngay lập tức một cư dân mạng bắt bẻ Cát Phượng bằng cách khơi lại chuyện cũ của cô khi mang bé bơm ra thề thốt. Thế sao hồi xưa cô lôi con ra thề đọc vậy? Như chỉ chờ có thế, một loạt anti-fan khác cũng hùa vào thể hiện sự bất bình và chỉ trích Cát Phượng vì hành động không đẹp ngày xưa. Cát Phượng bày tỏ sự đồng cảm với Hà Hồ, nhưng bị anti-fan khơi lại câu chuyện mượn con để thề thốt, chứng tỏ mình trong sạch ngày nào. Nhiều cư dân mạng khác cũng được dịp bày tỏ sự bức xúc với Cát Phượng. Chào chị Cát Phượng, chị lại bị đâm thọc rồi, có chuyện gì mà chưa có dấu răng của chị không chị?
Phi Thanh Vân kể về những thứ phải đánh đổi để có nhan sắc giàu sang như hiện tại. Lớn lên từ hai bàn tay trắng, Vân đã phải đánh đổi quá nhiều máu thịt để được xinh đẹp và nổi tiếng. Là cả một quá trình 29 năm khổ luyện lăn lộn với nghề, Phi Thanh Vân trải lòng. Từ một nữ diễn viên nổi tiếng với làn da nâu khỏe khoắn, Phi Thanh Vân dần dần lột xác và được mệnh danh là nữ hoàng dao kéo. Dù chịu nhiều đau đớn về thể xác cũng như tinh thần, nhưng cô lại càng xinh đẹp và thành công hơn trước đây. Mới đây, Phi Thanh Vân trải lòng, lớn lên từ hai bàn tay trắng, Vân đã phải đánh đổi quá nhiều máu thịt để được xinh đẹp và nổi tiếng, là cả một quá trình 29 năm khổ luyện lăn lộn với nghề, từ khi giá cát xê chỉ 30.000 đồng đến con số lớn hơn gấp bội. Để trở thành thành công trong kinh doanh, Vân cũng phải trả giá quá đắt cho chính những vất vả trên đường khởi nghiệp, những vấp ngã và cả những mỏi mệt, những tiền tỷ cứ đội nón ra đi chẳng thấy quay về. Khóc nhiều lắm, mệt mỏi lắm, suy tư lắm, nhưng vẫn phải chọn tiếp con đường đứng dậy và đi tiếp, vì đơn giản kiểu gì cũng phải sống tiếp. Nên vừa lết vừa bò, vừa quỳ gối khóc lóc vượt vã mà đi tiếp, hay vui vẻ hạnh phúc hiên ngang mà đi tiếp, thì hãy chọn một cách đi cho chuẩn nhất để đi. Đấy là kinh nghiệm xương máu, Vương mong muốn các bạn trẻ hãy đứng dậy sau những thất bại khi gặp trên đường đời. Bởi vì chẳng có ai thành công mà chưa từng đôi ba lần thất bại, chẳng ai thành tỷ phú mà chưa trải qua cảm giác phá sản hay chết là đứng bên bờ vực phá sản. Nên hãy mỉm cười với bất hạnh trong số phận, vì điều đó dạy ta trưởng thành thành công. Chúng ta sinh ra giàu hay nghèo không phải lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta chết đi trong nghèo khó thì chắc chắn là lỗi của chúng ta. Đừng bao giờ đổ thừa cho hai chữ số phận. Năm 2019 sẽ là một năm với những sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng nhất, chuyên tâm và tĩnh tâm nhất, kiên nhẫn và bền vững nhất. Ước mơ thành hiện thực, mục đích của những năm sau này. Phi Thanh Vân chia sẻ những nỗi đau để có như hiện tại, cô khoe ngôi nhà cao tầng và tiết lộ ước mơ trong tương lai.